Hello chào anh em nha. Hôm nay có chiếc này nó đang bị quà ra, mình sẽ kiểm tra cho anh em xem nha. Cái xe này là bị quà ra mà nó không có cái ốc chỉnh ganti nha mọi người. Mọi người nghe cái tiếng nó lớn không ạ? Xe này nó đang bị quà ra mà nó không có ốc chỉnh nha mọi người. Cái này nó xài cái van đóng mở nha, nó không có ốc chỉnh nó ranti như mấy chiếc xe xăng cơ nha anh em. Bây giờ mình sẽ tháo ra mình kiểm tra đo đạc cho anh em xem nha. Nó đang bị cái nào thì tiếng máy rất là lớn nha. Cái dòng này thì nó không có ốc chỉnh. Rồi bắt đầu mình sẽ tháo ra nha mọi người, tại vì mình làm có một mình á. Làm có một mình hơi khó nha mọi người. Mình tắt cái đồ. Giờ mình tháo ra tới đây rồi nha mọi người. Làm có mình đó, mình không có tháo ra cho từng bước được nha. Giờ mình hướng dẫn mọi người đặt cái chiếc xe này đang bị quà ra lớn nha. Thường mình đặt tầm 2,5 ly. Nếu mình không có cái gì thì mình có cái này cái cây được giá 2,5 ly mình canh. Nếu mình không nắm bằng mắt được thì mình lấy cái lục giác quá khế nè, mình sẽ canh cái này lại nha, xuống 2,5 ly gắn vô thôi nha mọi người. Này đang có hiện tượng là nó bị ga lớn mà nó không có cái ốc chỉnh gió như mấy xe xăng cơ thì mình phải chỉnh bằng van này nha mọi người. Còn cái này mình muốn nó biết cách nó làm hoạt động không, mình mở khóa nha. Khi mình tắt khóa thì nó không có xoay nhiều, mà mình mở khóa thì nó xoay nhiều, đó là cái van này hoạt động nha. Đó là những bước mình kiểm tra một chiếc xe nó đang bị hòa ga nha, không có ốc chỉnh gió. Rồi bắt đầu mình sẽ ráp vô nha mọi người. Để mình tắt cái này quay lại gắn vô nha. Rồi bắt đầu giờ mình nổ thử nha nè. Anh em thấy tiếng máy nhỏ hẳn lại nha. Mã nó bị vóng ga lơn á. Mình tháo ra mình canh chỉnh này lại. Cái này thì nó không có ốc chỉnh. Cái này nó không có ốc chỉnh như mấy chiếc xăng cơ nha anh em. Xe pin nè. Nó không có ốc chỉnh như mấy xăng cơ nên mình phải tháo cái van này mình đặt lại nha. Bây giờ mình đặt lại ranti rất là đều nha. Lúc nãy là tiếng máy rất là hòa ra nha.
Đó là những bước mà mình đang hướng dẫn anh em chỉnh cái van này, nó đang bị hòa ga lớn. Mình chỉnh, nếu mình không có độ đo thì mình lấy cái lục giác của nó 2,5 ly mình đặt vào. Đó là những bước mà mình kiểm tra một chiếc xe đang bị hòa ga đối với một chiếc xe không có ốc chỉnh gió nha anh em. Tiếng máy rất là đều nha, không có bị hòa ga như lúc nãy nha. Xin chào anh em nha, anh em thấy hay anh em nhớ đăng ký ủng hộ mình nha.